Chương 463. Một cái thiên tiên tu sĩ mà thôi. Hàn Thanh Như ngạc nhiên nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ thực lực là rất rõ ràng. Vừa rồi Mạc Quốc Kỵ một quyền kia so với thời điểm giết Kế Thị huynh đệ cường hãn hơn nhiều. Mà lại làng còn biết vừa rồi Mạc Quốc Kỵ một quyền khẳng định không xuất toàn lực. Thời điểm Mạc Quốc Kỵ giết chết Kế Thị huynh đệ, một quyền đã mang theo thiên hỏa kinh khủng. Một quyền oanh ra một đầu thiên hỏa thông đạo. Nếu là Mạc Quốc Kỵ trước đó một quyền kia dùng thiên hỏa, tiên tù thường lâu ra hỏa này gây yếu liền bị đánh chết. Chẳng lẽ Mạc Quốc Kỵ tấn cấp thiên tiên? Có thể làng cũng không có trông thấy Mạc Quốc Kỵ độ kiếp. Mạc Quốc Kỵ nhìn thật giống như là một người phàm tục, xung quanh không có bất kỳ linh vận vờn quanh, vô luận thiên tiên hay địa tiên bề ngoài bình thường không nhìn ra. Người vì sao không sợ khốn trận? Ngụy Cung Phong hít một hơi thật sâu, lúc này mới không hiểu nói. Mạc Quốc Kỵ đưa tay ném ra mấy cái trận kỳ, lúc này thản nhiên nói: "Hiện tại chúng ta có thể nói một chút việc bồi thường. Các người lừa gạt sư tỷ ta, lại để cho sư tỷ ta miễn phí bán mạng cho các người, dự định bồi thường bao nhiêu tiên tinh?" Ngụy Cung Phong nghe được câu này cười ha ha một tiếng, đưa tay cầm ra một đạo phi kiếm. Không đợi Ngụy Cung Phong đem phi kiếm phát ra, Chu Dịch Diễn liền tóm Ngụy Cung Phong tay: "Ngụy huynh, chúng ta bị nhốt rồi." Ngụy Cung Phong đối với trận đạo cũng không tinh thông, hắn nghe được Chu Dịch Diễm nói, một mặt ngạc nhiên hỏi: "Dịch Diễm, nơi này là tiên tu thương lâu, chúng ta mới là người khống chế tiên tu thương lâu." Chu Dịch Diễm không có trả lời Ngụy Cung Phong mà nói. Đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: "Mạc đạo hữu, ta biết người trận đạo trình độ xa xa mạnh hơn ta." Trong nháy mắt liền đem gian phòng kia khốn trận nghịch chuyển tới. "Nếu như người muốn dùng khốn chất trận này vây khốn chúng ta, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, người đánh giá sai tính toán. Ta tiên tu thương lâu sừng sững đến nay không phải một điểm dựa vào không có." Nghe như vậy, Ngụy Cung Phong mới tỉnh ngộ, hắn thần niệm lập tức quét ngang rất nhanh, sắc mặt liền khó coi. Hắn thần niệm thế nhưng mà là bị ngăn cản. Không chỉ như thế, tại trong phạm vi thần niệm của hắn còn là từng đạo nhận mang tại tung hoành lấy. Rất hiển nhiên những đạo nhận mang này đã bị Mạc Quốc Kỵ khống chế. Cái này Mạc Quốc Kỵ trận đạo cường đại như thế. Mạc Quốc Kỵ công pháp là nghịch chuyển công pháp, tăng thêm là tinh thông trận đạo, loại này thời gian ngắn liền đạo khốn trận pháp, đối với hắn mà nói không có cái gì áp lực. Gặp Chu Dịch Diễm muốn cùng hắn bàn điều kiện, dứt quát uy hiếp một câu: "Ta muốn đối phó với các ngươi căn bản không cần bằng vào khốn trận. Ngươi trông thấy không, ta ngay cả kế tục sát trận trận kỳ đều chẳng muốn bố trí. Nếu là ta muốn đem sát trận này trận kỳ toàn bộ tế ra, ta thậm chí không cần động thủ liền có thể giết chết các ngươi. Còn người tiên tu tương lâu ngươi còn lại, ta cũng không có để ý trong mắt." Chu Dịch Diễm nghe như vậy trong lòng lột bột một tiếng. Làng đúng vậy tin tưởng Mạc Quốc Kỵ đang lừa làng. Một cách có thể ngắn như vậy thời gian nghịch chuyển khốn rắt trận ra hỏa, há có thể đơn giản. "Mạc đạo hữu, lần này chúng ta tiên tu thương lâu là làm không đúng. Ta tiên tu thương lâu khốn rắt trận này không phải là ta bố trí. Nếu như mọi người huyên náo quá lợi hại, vị tiền bối kia nhất định cũng bị kinh động tới." Chu Dịch Diễm rốt cuộc minh bạch vì cái gì mà Mạc Quốc Kỵ thật giống như là không có việc gì đồng dạng tấn nhập gian phòng. Nguyên lai người ta căn bản không có sợ nơi này bất luận cái gì khốn trận. Nếu hai vị không muốn tốt tốt đàm luận, vậy liền không cần nói chuyện. Mạc Quốc Kỵ thoại âm rơi xuống, đưa tay ném ra mười mấy mai trận kỳ, từng đạo tiêu sát khí trong phòng dâng lên. Mạc Quốc Kỵ trong tay trận kỳ liên miên không dứt hạ xuống, từng đạo phòng nhận chói âm thanh càng lúc càng dày đặc. Trong thời gian ngắn liền đem cái khốn rắt trận kích phát tới. Mạc Quốc Kỵ cũng không phải khoác lác, hắn thực sự có năng lực này. Chu Dịch Diễm sắc mặt càng trở nên khó nhìn lên. Làng đối với trận pháp đạo tinh thông một chút, biết Mạc Quốc Kỵ bố trí sát trận. "Chờ một chút Mạc đạo hữu, người cần chúng ta bồi thường cái gì?" Chu Dịch Diễm bắt đầu chịu thua. Mạc Quốc Kỵ loại người này dám mở bố trí sát trận, đó chính là hắn căn bản không chú ý hậu quả. Thừa dịp hiện tại gia hỏa kia còn không có nổi lên sát tâm, tranh thủ thời gian đáp ứng. Mạc Quốc Kỵ đình chỉ động tác tay, bình tĩnh nói: "Thứ nhất, bồi thường chúng ta 50 vạn trung phẩm tiên tinh. Thứ hai, sư tỷ ta liều mạng cho các ngươi tranh đấu đấu giá hội danh ngạch, ta cần một cái. Ta không thích trả giá, đồng ý sẽ đồng ý, không đồng ý liền đánh. Cái kia danh ngạch còn không có lắm bắt tới tay ngươi." Chu Dịch Diễm hít một hơi, lần nữa ngăn cản Ngụy Cung Phong nói, chậm giọng nói: "Có thể đây là một cái đấu giá hội trận ngọc bài, có thể mang ra hai người đi vào." Chu Dịch Diễm lém một cái ngọc bài cho Mạc Quốc Kỵ về sau,
lại cầm một cái túi đựng đồ ném cho Mạc Quốc Kỵ. Đây là 50 vạn trung phẩm tiên tinh. Mạc Quốc Kỵ tiếp nhận ngọc bài cùng túi chữ vật, thần niệm quét qua liền biết ngọc bài là thật. Trong túi chữ vật cũng có 50 vạn trung phẩm tiên tinh. Hắn thở nhẹ gật đầu, đưa tay bắt về mấy chục đạo trận kỳ, bắt đầu mới đối với một bên Hàn Thanh Như nói: "Sư tỷ, chúng ta đi." Đi tới cửa, Mạc Quốc Kỵ tựa hồ nhớ tới cái gì, xuất ra một cái viên tiên cách thạch ném cho Chu Dịch Diễm. "Đây là ngươi 10.000 tiền đặt cược mua sắm đồ vật cho ngươi." Tại sao muốn hắn chạy thoát? 50 vạn trung phẩm tiên tinh cứ như vậy cho hắn, xem như hắn tinh thông trận đạo, đem chúng ta vây khốn, chúng ta hoàn toàn có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Ta không tin hắn có thể đem toàn bộ tiên tu thương lâu giết sạch. Mạc Quốc Kỵ cùng Hàn Thanh Như đi rời sau, Ngụy Cung Phong mới trầm mặt hỏi: "Cái viên kia tiến vào đấu giá hội bài là tiên tu thương lâu nguyên bản danh ngạch, tham họa phường thị hết thảy có 4 cái danh ngạch, trong đó 3 cái cho 3 nhà thương lâu. Tiên tu thương lâu chia tới 1 cái, cái thứ tư tranh đoạt trong hiện tại tốt. Tiên tu thương lâu lúc đầu có danh ngạch bị người ta lấy đi." Chu Dịch Diễm sắc mặt càng là khó coi: "Ngươi cho rằng ta không muốn, ta muốn thả bọn hắn thoát sao? Bởi vì ta biết hắn khẳng định có thể đem chúng ta toàn bộ tiên tu thương lâu giết sạch." "Cái gì?" Ngụy Cung Phong một mặt không thể tin tưởng nhìn Chu Diễm. "Hắn chỉ là một cái thiên tiên tu sĩ mà thôi." Chu Dịch Diễm cười lạnh nói: "Chỉ là một thiên tiên tu sĩ? Người có biết bán tiên vực có một người tu sĩ đơn độc một người vượt tiên tiệm mà lại thành công không? Ta nghe nói qua." Ngụy Cung Phong trả lời một lửa về sau khiếp sợ nhìn Chu Dịch Diễm: "Dịch Diễm, người nói người kia là hắn?" Chu Dịch Diễm gật đầu: "Nếu ta đoán không sai, người kia chính là hắn. Bằng không mà nói, không có khả năng như vậy nhiều tiên cách thạch mà không có ngưng tụ tiên cách, một cái có thể ngang qua tiên tiệm địa tiên tu sĩ, người biết có bao nhiêu đáng sợ. Đổi thành chúng ta liền xem như thực lực chúng ta tăng cường gấp 10 lần, sợ rằng không thể vượt qua tiên tiệm. Huống chi người này còn tinh thông trận đạo." Ngụy Cung Phong trầm mặt xuống: "Bán tiên vực có một người tu sĩ vượt qua tiên tiệm, chuyện này dần dần tại Vĩnh Anh Giác Vực truyền xa. Sở dĩ bị chuyển tới là bởi vì tên tu sĩ này xông qua Vĩnh Anh Giác Vực, tại ngăn trở tiên tiệm không gian phong nhận đại trận. Loại này không gian phong nhận đại trận, đừng nói là Ngụy Cung Phong, liền xem như 10 cái Ngụy Cung Phong cũng không đáng chú ý. Như nhớ tới, chớ không phải là người này, vậy hắn hoàn toàn chính xác có năng lực giết sạch toàn bộ tiên tu thương lâu." Chu Dịch Diễm hừ lạnh một tiếng: "Ta tiên tu thương lâu đồ vật cũng không dễ cầm như vậy." "Dịch Diễm, ý ngươi là?" Ngụy Cung Phong tựa hồ có chút minh bạch Chu Dịch Diễm ý nghĩ. Chu Dịch Diễm ngoan lệ nói: "Người này cầm đi Vĩnh Anh Giác Phường Thị liên hợp đấu giá hội ra ngọc bài, hắn liền có thể sẽ đi qua. Ta tiên tu thương lâu không làm gì được hắn, không có nghĩa người khác không làm gì được hắn. Lần đấu giá hội này có mấy tên kim tiên cường giả tham gia, ta cũng không tin kim tiên kia biết được trên người này có đại lượng tiền cách thạch cũng không hợp tác." Ngụy Cung Phong minh bạch Chu Dịch Diễm ý tứ, lập tức cười ha hạ nói: "Dịch Diễm, người quả nhiên là so với ta thông minh. Sư đệ, người tấn cấp thiên tiên." Vừa rời đi tham gia phường thị, Hàn Thanh Như vội vàng hỏi. Mạc Quốc Kỵ gật đầu: "Ta tại khi người ngưng tụ tiên cách thời điểm tấn cấp thiên tiên, người bởi vì dung hợp tiên cách cho nên không biết, hiện tại tìm một chỗ ta muốn ngưng tụ tiên cách." Chương 464: Mạc Quốc Kỵ trì mộ. "Đúng vậy, ta trước hết là muốn tìm địa phương ngưng tụ tiên cách, chờ ngưng tụ xong tiên cách về sau chúng ta liền đi vấn tiên thê." Mạc Quốc Kỵ đáp. Hàn Thanh Như nghi ngờ hỏi: "Sư đệ, người nghĩ biện pháp từ tiên tu thương lâu trao đổi danh ngạch Vĩnh Anh Giác Phường Thị liên hợp đại hội đấu giá chẳng lẽ không đi sao?" Mạc Quốc Kỵ lắc đầu: "Ta không thể đi. Ta sở dĩ để bọn hắn xuất ra viên ngọc bài là bởi vì ta không nghĩ tới đi. Ta dám khẳng định chỉ cần ta đi qua, vô luận dục dinh như thế nào đều sẽ không thoát khỏi kim tiên vây giết. Ta chưa từng gặp kim tiên thực lực, liền xem như ngưng tụ tiên cách cũng không dám nói nhất định có thể thắng được kim tiên. Nếu như là có mấy cái kim tiên mà nói, vậy là càng khó có thể đào thoát." Hàn Thanh Như kinh nghiệm sinh tồn bên ngoài kém xa tít Mạc Quốc Kỵ, nghe Mạc Quốc Kỵ nói nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Tiên tù thường lầu lữ nhân kia sở dĩ không có chút nào chần chừ đồng ý sư đệ mà nói, cũng bởi vì nàng khẳng định một khi đi
đấu giá hội sư đệ lập tức không đi nổi. Thật xin lỗi, Hà Thanh Như nghĩ tới chính mình gây ra sự tình có chút áy náy nói. Mà có kỵ mỉm cười, cái này không có gì à. Ta cũng là từ một tờ giấy trắng như ngươi đến bây giờ hiện nay, năm đó ta với ngươi so còn không bằng, thậm chí bị người tín nhiệm nhất sau lưng thọc một đao, ta nghĩ trưởng thành cần đại giới. À, đó là ai? Hàn Thanh Như khiếp sợ hỏi một câu, là cảm giác Mạc Quốc Kỵ làm việc có nguyên tắc, không phải loại người hai mặt. Nếu như Mạc Quốc Kỵ bằng hữu, vì cái gì muốn tại sau lưng hắn đâm một đao? Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, được rồi, những vật này ta đã quên, chúng ta trở lại chỗ cũ đi ngưng tụ tiên cách. Tĩnh Dương Hòa Hạ, bảy đại thị bên trong chính là tại toàn thế giới, Tĩnh Dương là nhất đẳng đại đô thị. Tĩnh Thủ Sơn, Tĩnh Dương thị, ngoại hải cao nhất một cái ngọn núi. Tĩnh Dương Hà từ Tĩnh Thủ Sơn bên trong đi qua, càng thêm Tĩnh Thủ Sơn khí thế bằng bạc. Giờ phút này, Tĩnh Thủ Sơn trên núi gần sông, một tên đệ tử trẻ tuổi áo trắng đang đứng ở một ngôi mộ quật một bên, thật giống là một pho tượng động dạ không nhúc nhích. Nếu không phải mặt sông xoắn tới nhẹ nhàng đưa làn quần áo gợi lên, thậm chí đây là quả thực một pho tượng thành mình thời tiết vãn lạnh, tựa hồ đối với làng không có lửa điểm ảnh hưởng. Trên bia mộ phần khắc hai hàng chữ Mạc Quốc Kỵ chi mộ, Văn Hiểu Kỳ lập. Thái dương thời gian dần trôi qua về phía tây, mang theo tia ánh nắng đỏ chiếu rọi xuống tới, để cho làng càng nhiều một tia cảnh thê mỹ. Cũng không biết qua bao lâu, lứa tử áo trắng mới chậm rãi cung kính cúi đầu một cái, dùng một loại ngữ khí gần như phiêu phiểu thì thào nói, lại là một năm Tết Thanh Minh, không cầu người có thể tha thứ ta, chỉ cầu ngươi. Nói đến đây, làng tựa hồ không nói được, chỉ là chậm rãi nắm chặt tay mình. Một vị lữ tử vác giỏ trúc, bước chân mang theo tập tĩnh từ từ đi qua. Nàng đi sau lữ tử váy trắng im lặng không nói. Lữ tử váy trắng hiển nhiên cũng biết có người tới. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn nữ tử mặt mũi đầy tang thương, hồi lâu mới lên tiếng, Hiểu Kỳ, cảm ơn ngươi vì mộ kỵ lập mộ, cũng cảm ơn ngươi những năm này đối với lời này chiếu ứng. Lữ tử mặt mũi đầy tang thương bình tĩnh nói, Hạ Nhược Nhân, ta làm tất cả cùng người không có bất cứ cái gì quan hệ. Nói xong câu đó, lữ tử tang thương gọi là Hiểu Kỳ đi từ từ tới trước mộ phần, đem tế phẩm trong giỏ trúc lấy ra đặt trước mộ bia, lấy thêm một chút tiền âm phủ nhóm lửa. Mỗi một bước làng đều là cẩn thận tỉ mỉ, thật giống như là một việc gì đó, việc nhà sự tình đông dạng. Hạ Nhược Nhân nhìn lữ tử ở độ tuổi này so với làng còn nhỏ hơn 2 tuổi, lại tăng thường như thế hồi lâu, mới bỗng nhiên quay người, trong khoảng thời gian ngắn liền đi ra xa. Thẳng tới lúc này Hiểu Kỳ mới xoay đầu lại. Làng nhìn Hạ Nhược Nhân bóng lưng, bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Một hồi sau làng mới thở dài một tiếng, cúi đầu thì thào nói, thật xin lỗi, vô kỵ, ta không có năng lực báo thù cho ngươi giết chết lữ nhân này. Người cũng biết. Một cái lạnh như băng thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Văn Hiểu Kỳ bên tai. Văn Hiểu Kỳ khiếp sợ nhìn chằm chằm trước mặt. Làng là Hạ Nhược Nhân. Vừa rồi làng rõ ràng trông thấy Hạ Nhược Nhân đã đi sao, sao còn có thể xuất hiện trước mặt mình? Bất quá lập tức làng liền đem chuyện này vứt sang một bên, ngữ khí ngược lại là tỉnh táo đứng lên. Không sai, ta đều biết vô kỵ là người từ sau lưng ám sát. Hắn mỗi ngày đều tại phòng thí nghiệm nghiên cứu chứa ngơi bên ngoài. Hắn phòng thí nghiệm tuyệt không có người thứ ba có thể vào. Vô kỵ đem trái tim đều móc cho ngươi, ngươi lại là một cái phối phương. Vì đem hắn ám sát, ngươi căn bản không phải là người xuất sinh không bằng. Hạ Nhược Nhân sắc mặt tái nhợt, làng chậm rãi giơ tay lên, quanh thân sát khí cuồng nhiệt. Văn Hiểu Kỳ cười lạnh, ta biết ngươi đạt được vô kỵ phối phương về sau có đại cơ duyên, nếu không dung mạo của ngươi cũng sẽ không tới bây giờ không thay đổi. Nhưng ta mảy may đều không sợ. Hạ Nhược Nhân, người giết ta đi, ta không thể vì vô kỵ báo thù, cũng cùng vô kỵ chết chung một chỗ là được một loại thỏa mãn. Người rất muốn giết ta. Hạ Nhược Nhân nghe đến đó ngược lại chậm rãi đưa tay xuống. Văn Hiểu Kỳ khinh thường nhìn thoáng qua Hạ Nhược Nhân, ta hận không thể luốt thịt của ngươi, uống máu ngươi. Ta không kết hôn chính là vì muốn tìm cơ hội giết ngươi. Đáng tiếc ta biết
ta vĩnh viễn không có cơ hội này. Nói xong, Văn Hiểu Kỳ thậm chí chẳng muốn nhìn Hạ Nhược Nhân, chậm rãi xoay người lần nữa, đem tiền âm phủ chậm rãi gia nhập đống lửa đã đóm. Hạ Nhược Nhân sát mặt biến đổi mấy lần, rốt cuộc xoay người đi, thân hình lóe lên, thế mà giống như là một mảnh lá cây đồng dạng, nhanh chóng bay đi không thấy. Vịnh Ảnh Giác, Ngũ Liên Sơn, trong động phủ ngoại vi, Mạc Quốc Kỵ xung quanh chồng chất đầy tiên cách thạch. Hắn cầm lấy một cái viên tiên cách thạch, dựa theo Hàn Thanh Như nói, phương thước không ngừng đi cảm ứng khí tức. Sau đó, thông qua hấp thụ cái loại khí tức biện pháp ngưng tụ tiên cách, tiên cách thạch bên trong ẩn chứa một loại mà Quốc Kỵ khó có thể nhào bắt được đạo vận khí tức. Thế nhưng là mà Quốc Kỵ sắc mặt đột nhiên biến, hắn không thể hấp thu cái này mảy may đạo vận khí tức trong tiên cách thạch, ngay cả trong đạo vận khí tức cũng không thể hấp thu. Như thế nào ngừng tụ tiên cách? Cả ngày xuống tới, Mạc Quốc Kỵ trong tay cái viên kia tiên cách thạch vẫn là ban đầu dáng vẻ. Mạc Quốc Kỵ trong lòng có chút trầm xuống, hắn không có đi hỏi thăm Hàn Thanh Như. Hắn khẳng định loại tình huống này xem như Hàn Thanh Như cũng không biết chuyện gì cả. Có lẽ chính là do hắn tu luyện công pháp có quan hệ, hắn không có linh căn mở ra mạch lạc tu luyện thủ đoạn. Có lẽ toàn bộ vũ trụ mênh mông bên trong không có linh căn tu luyện thiên tiên cảnh giới, chỉ có một mình hắn. Hít một hơi thật sâu, Mạc Quốc Kỵ không tiếp tục ngưng tụ tiên cách. Hắn lấy một đống trâm phẩm tiên thạch bắt đầu chuyển hóa chính mình tiên nguyên. 108 đầu mạch lạc đồng thời nghịch chuyển, tạo thành một cái đại nghịch chuyển chu thiên. Mạc Quốc Kỵ vẹn vẹn hào tốn thời gian lửa tháng, liền triệt để đem chân nguyên lực của mình chuyển hóa tiên nguyên lực. Nguyên bản Mạc Quốc Kỵ thiên tiên cảnh giới thời điểm, nguyên lực trong cơ thể dồi dào bạo dạp, hiện tại chuyển hóa thành tiên nguyên lực, thực lực lần nữa tăng lên mấy lần còn chưa hết. Đem nguyên lực chúng mình chuyển hóa thành tiên nguyên về sau, Mạc Quốc Kỵ lần nữa lấy ra tiên cách thạch. Hắn có chút hoài nghi, mình trước đó không thể ngưng tụ tiên cách có hay không bởi vì nguyên lực không chuyển hóa tạo thành. Để Mạc Quốc Kỵ thất vọng, hắn nguyên lực chuyển hóa làm mũi tiên nguyên lực về sau vẫn không có cách nào ngưng tụ tiên cách. Để Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than, hắn tất cả tiên cách thạch toàn bộ lần nữa thu vào, lòng có chút thất lạc. Thật vất vả đào như vậy nhiều tiên cách thạch, thế mà một viên cũng không thể dùng. Đây chính là điển hình nhất vì người khác làm áo cưới sao? Hiện tại hắn lo lắng chính mình không có ngưng tụ tiên cách có hay không trèo tới vấn tiên thê. Vô luận có thể hay không cũng không thể tiếp tục ở lại đây. Mạc Quốc Kỵ mở cấm chế, đang là tu luyện Hàn Thanh Như trông Mạc Quốc Kỵ đi xa lập tức đứng lên. Sư đệ, người đã ngưng tụ tốt tiên cách sao? Mạc Quốc Kỵ gật đầu. Chúng ta đi thôi, đi xem một chút vấn tiên thê. Chương 465. Không có lĩnh vực. Cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ tâm tình không phải rất tốt, Hàn Thanh Như cũng không có hỏi thăm nhiều cái gì. Làm có thể đoán được Mạc Quốc Kỵ vì cái gì tâm tình không tốt. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền xem như dung hợp tiên cách thạch lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng dung hợp bao nhiêu. Mạc Quốc Kỵ dung hợp tiên cách thạch ít, cái này nói rõ ràng Mạc Quốc Kỵ ngưng tụ tiên cách thạch yếu kém, kém xa tít tắp nàng. Phải biết lúc trước là ngưng tụ tiên cách, thế nhưng là dùng hơn nửa năm, lấy làng tốc độ, hơn nửa năm bất quá dung hợp hơn 60 vạn tiên cách thạch. Mạc Quốc Kỵ chỉ là lửa tháng dung hợp được bao nhiêu, cái kia có thể tưởng tượng. Đúng rồi, Thanh Như sư tỷ, ta muốn hỏi người một biết. Trừ thần tháp sao? Mạc Quốc Kỵ chợt nhớ tới, lúc trước cũng vấn tiên học cung ngư ông dầu giặc giao dịch. Tới, Hàn Thanh Như có chút mờ mịt. Ta không biết, làm sao vậy sư đệ? Không có gì. Đúng, muốn leo đến vấn tiên thê nhất định phải ngừng tụ tiên cách sao? Mạc Quốc Kỵ đoán chừng chuyện này có khả năng hay là tiên giới cùng Vĩnh Ảnh Giác quan hệ không lớn. Về phần bán nguyệt ngục sự tình, Mạc Quốc Kỵ càng không hỏi. Hắn khẳng định Hàn Thanh Như không rõ ràng. Hàn Thanh Như gật đầu. Vậy thì dĩ nhiên, vấn tiên thê là thiên đạo quy tắc, trừ khi người vừa ra đời tại thiên giới, bằng không mà nói không ngừng tụ tiên cách căn bản không thể đạp vào vấn tiên thê. Đã như vậy, ta đưa sư tỷ đi vấn tiên thê đi, Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên nói. Hàn Thanh Như nhìn Mạc Quốc Kỵ có chút nghi ngờ. Sư đệ, người đưa ta đi,
chẳng lẽ ngươi không cùng ta một chỗ đạp phấn tiên thê? Mạc Quốc Kỵ lúng túng. Ta còn mấy cái bằng hữu ở đây, bọn hắn đều tới từ bán tiên vực. Trên người ta tiên cách thạch cũng là một phần của bọn hắn. Ta muốn đem những thứ này thuộc về bọn hắn tiên cách thạch cho bọn hắn. Bằng không bọn hắn ngay cả tiên cách đều không có thể ngưng tụ. Ta đương nhiên là cùng ngươi cùng một chỗ, Hàn Thanh Như đương nhiên đáp. Mạc Quốc Kỵ đang muốn nói chuyện, thần niệm quét qua một đạo bóng người quen thuộc lóe lên. Làm sao có chút giống với Đồng Giã? Mắt thấy đạo bóng sáng liền biến mất tại thần niệm, Mạc Quốc Kỵ chưa kịp đuổi theo lại là hai đạo thân ảnh đi theo trước mặt bóng sáng đuổi tới. Ta gặp một người quen, Mạc Quốc Kỵ nói xong phong độn thuật triển khai độn tới. Hàn Thanh Như trông thấy Mạc Quốc Kỵ bỏ chạy tranh thủ thời gian sau lưng Mạc Quốc Kỵ, tốc độ làng kém tít. Mạc Quốc Kỵ mặc dù không thể đuổi kịp cũng không thể trở thành mất dấu phương hướng. Sau lửa canh giờ, Đồng Giã ngừng lại, hắn thần niệm cảm ứng Mạc Quốc Kỵ tới. Làm sao không tiếp tục chạy trốn? Đuổi tới Đồng Giã hai người là thiên tiên hậu kỳ tu sĩ. Hai người gặp Đồng Giã sau khi dừng lại một trái một phải. Gặp Đồng Giã vây ở giữa, Đồng Giã cầm ra một thanh thanh lang tiết. Lại nhìn chằm chằm hai người tới địa phương. Mạc huynh thật là ngươi. Mạc Quốc Kỵ phong độn thuật cực nhanh, liền đảo mắt tới phụ cận. Đồng Giã xác nhận Mạc Quốc Kỵ về sau lập tức đại hỉ kêu. Ngăn lại Đồng Giã hai tên thiên tiên tu sĩ đều là đề phòng nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ đi theo bọn họ, bọn họ tự nhiên cũng biết, bọn hắn tin tưởng vô luận Mạc Quốc Kỵ là ai cũng không dám can thiệp chuyện của bọn hắn. Bây giờ nhìn Mạc Quốc Kỵ nhận biết Đồng Giã, sắc mặt hai người có chút không dễ nhìn lắm. Đồng huynh, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, chúc mừng tấn cấp thiên tiên. Mạc Quốc Kỵ cười ha hả nói. Đồng Giã quanh thân tiên thiên hùng hậu, hiển nhiên là tấn cấp thiên tiên, chẳng những tấn cấp còn là chuyển hóa tiên thiên. Ta còn tưởng rằng Đồng Giã rõ ràng là kinh hỉ, hắn sớm coi Mạc Quốc Kỵ vẫn lạc tại tiên tiệm, không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ chẳng những không vẫn lạc mà ngược lại còn rất tốt. Mạc Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, cái này đợi lát nữa hãy nói. Hai tên đuổi theo Đồng Giã tu sĩ bên trong, một tên mộ da đen nam tử đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói, vị đạo hữu này, người này từ bán tiên vực lén qua mà tới, chúng ta đại biểu Vĩnh Anh tiên vực muốn dẫn người này đi, còn xin đạo hữu không cần ngăn cản. Mạc Quốc Kỵ cười lạnh nói, ta cũng là từ bán tiên vực tới, người cũng đem ta mang đi à. Hai tên truy sát Đồng Giã tu sĩ nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, nhìn nhau một cái lần nữa tránh một chút, đem Mạc Quốc Kỵ ngăn cản đứng lên. Hai người không có lập tức động thủ, cũng bởi vì biết có một người sắp tới. Sau một lát, Hàn Thanh Như liền đi tới Mạc Quốc Kỵ trên người. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ không có giải thích, nàng thấy rõ hình thức Mạc Quốc Kỵ pháp bảo không có lấy ra, nàng trước hết xuất pháp bảo của mình động thủ. Tu sĩ mặt đen xem xét Hàn Thanh Như loại tư thế liền biết tuyệt đối không để ý, nói một câu động thủ về sau, mấy đạo trưởng tiền cuốn tới nhào về phía Mạc Quốc Kỵ, mặt khác tên kia nhào về phía Hàn Thanh Như cùng Đồng Giã. Có thể thấy được hai người này sớm đã có tính toán. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Quốc Kỵ tu vị hẳn là yếu nhất, Hàn Thanh Như thực lực mạnh nhất. Hàn Thanh Như ngưng luyện tiên cách, khí tức cường đại, mà Đồng Giã tại bán vực không biết tu luyện bao nhiêu năm, trong này tấn cấp thiên tiên là nước chảy thành sông. Mạc Quốc Kỵ nhìn trẻ tuổi nhất tăng thêm khí tức bình thường, bình lúc này cũng trở thành cái kém nhất một cái. Tu sĩ mặt đen muốn xử lý Mạc Quốc Kỵ, sau đó hai người liên thủ đối phó với cả Hàn Thanh Như cùng Đồng Giã. Mạc Quốc Kỵ không tế ra thiên cơ côn, không chỉ là phạm thiên côn ảnh theo không kịp tu vị hắn. Lần trước hắn cùng kế thị huynh đệ động thủ thời điểm cũng cảm giác thiên cơ côn không thích hợp làm pháp bảo của hắn. Hắn tính cách ẩn oán rõ ràng, thời điểm chiến đấu càng là gọn gàng dứt khoát. Với hắn mà nói tốt nhất là phòng màng tất lộ pháp bảo, như trường thương búa bén, trường đao các loại đều không thích hợp, mà là trường kiếm nhu hòa đối với Mạc Quốc Kỵ đấu pháp chưa đủ, một dạng không thích hợp. Tu sĩ mặt đen trường tiên giống như là dao long đồng dạng, mang theo từng đợt long ngâm thanh âm theo Mạc Quốc Kỵ đường đi khóa chặt, cường đại lĩnh vực mở ra. Mạc Quốc Kỵ lập tức liền phát hiện tới lúc trước Kế Viêm dùng lĩnh vực khóa chặt hắn thời điểm, Mạc Quốc Kỵ cảm giác chính mình lâm vào vũng bùn, di động đứng lên cực kỳ khó khăn. Mà giờ khác này đồng dạng lĩnh vực, thậm chí cái này tu sĩ mặt đen còn kém hơn với Kế Viêm lĩnh vực, còn cường đại hơn một chút. Thế nhưng Mạc Quốc Kỵ lại nhẹ nhõm sải bước, không có lửa phần ảnh hưởng, oanh ra ngoài một quyền. Oanh! Một đạo cơ hồ không
có thể đem không gian đốt cháy rơi vào hỏa diễm, tức thì bay thẳng ra. Nguyên bản liền đối với Ma Quốc Kỵ không có bao nhiêu ảnh hưởng lĩnh vực, giờ phút này càng là đứt ra từng khúc mở. Cường đạo hỏa diễm buộc truyền đến, tu sĩ mặt đen sắc mặt đại biến, thiên hỏa thần thông. Tu sĩ mặt đen không ngừng vặn vẹo, hắn muốn tránh thoát Ma Quốc Kỵ thiên hỏa thần thông trói buộc, chỉ là hắn tỉnh ngộ muộn một chút, Ma Quốc Kỵ một quyền đánh xuyên lồng ngực hắn. Phốc, huyết vụ phun ra, thân thể của hắn vỡ dần. Đùng, cho tới giờ khắc này tu sĩ mặt đen trưởng tiên mới đánh tới Ma Quốc Kỵ trên thân. Ma Quốc Kỵ tại động thủ thời điểm căn bản không có đi quản trường tiên, ngoại trừ hắn tự tin chính mình thiên hỏa thần thông bên ngoài, còn có một cái hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Ma Quốc Kỵ quần áo bị cái này trực tiếp lộ tan, một cái rãnh máu xuất hiện tại phần lưng Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ cao mày không có lửa điểm đi chữa thương. Trường tiên bởi vì tu sĩ mặt đen vẫn lạc, kế tục bất lực, đối với Ma Quốc Kỵ ảnh hưởng không lớn. Ma Quốc Kỵ cao mày, hắn đồng dạng cũng là thiên tiên tu sĩ, thế mà không có lĩnh ngộ được lĩnh vực chi lực. Khác biệt duy nhất chính là trước đó kế triệu có hình có thể dùng lĩnh vực trói buộc hắn, mà vừa rồi tu sĩ mặt đen kia lĩnh vực không thể trói buộc hắn. Có thể cái này không có thể thay đổi hắn không có lĩnh vực sự thật. Nếu như hắn cũng có lĩnh vực mà nói, lấy thực lực quán, chẳng những có thể vừa rồi một dạng nhẹ nhõm xử lý đối phương, thậm chí ngay cả thụ thương cũng không có. Trông thấy đồng bạn của mình bị Ma Quốc Kỵ một quyền oanh sát, một tên khác thiên tiên tu sĩ trong lòng sợ hãi, nơi nào còn có một tâm tình tiếp tục động thủ, quay người muốn đào tẩu. Hàn Thanh Như thực lực vốn là mạnh hơn hắn, vừa mới quay người đi bị Hàn Thanh Như lĩnh vực trói buộc, mà đồng giã thanh long tiết đã quán xuyên phần gáy hắn. Mạc huynh, người quả nhiên là tấn cấp thiên tiên, đồng giã mừng rỡ nói. Hàn đối với Mạc Quốc Kỵ miểu sát một cái thiên tiên hậu kỳ không có kỳ quái. Mạc Quốc Kỵ nghịch thiên, hắn thế nhưng rõ ràng lúc trước Mạc Quốc Kỵ tu vị tại bán tiên vực có thể nói thấp nhất, thực lực quét ngang toàn bộ bán tiên vực. Hiện tại tấn cấp thiên tiên, muốn giết chết một cái bình thường thiên tiên tu sĩ tự nhiên là không cần phí khí lực. Ma Quốc Kỵ đưa tay nắm lấy tu sĩ mặt đen chiếc nhẫn. Đồng huynh, đến cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bán tiên tu vực tới tu sĩ còn bị vĩnh anh giác tu sĩ có gì khác nhau? Đồng giã thu hồi mặt khác chiếc nhẫn, đem hắn đưa cho Hàn Thanh Như. Hàn Thanh Như cự tuyệt, chiếc nhẫn này người nhận đi, đây là Hàn Thanh Như, Thanh Như sư tỷ, đây là đồng giã, cũng cùng ta tới từ bán tiên vực. Đồng huynh, người nói trước đi, đây là chuyện gì? Ma Quốc Kỵ ngăn trở đồng giã tiếp tục đem chiếc nhẫn đưa cho Hàn Thanh Như, động tác đơn giản đem hai người giới thiệu. Đồng giã cũng không khách khí nữa, đối với Hàn Thanh Như thì lễ, thu hồi chiếc nhẫn. Kỳ thực ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lúc trước ta viện qua tiên tiệm, đám người thương lượng một hồi liền quyết định chuyện của mình lưu lại thông tin tin tức, sau đó tạm thời tách ra, độ tiên hạ do Lâu Xuyên Hà bảo tôn. Ma Quốc Kỵ tế ra một chiếc phi thuyền, chúng ta vừa đi vừa nói, nơi này không phải lời ở lâu. Chờ đồng giã cùng Hàn Thanh Như lên phi thuyền, Ma Quốc Kỵ khu động phi thuyền, trong lòng ngược lại cảm giác mình có chút đa tâm. Hắn coi như là Phô Tử đại sư sẽ đưa ra bảo tồn độ tiên hàm sự tình, không nghĩ tới độ tiên hàm bị Lâu Xuyên Hà bảo tồn. Bởi vì lúc trước nhóm người kia bên trong, hắn cảm giác Phô Tử đại sư cùng hắn tạo thành tiểu đội càng nhiều hơn chính là bởi vì lợi ích quan hệ, mà mấy người kia là mang theo vài phần bằng hữu chi tình. Lúc ấy ta cùng Kakata hai người cùng nhau đi, ta nhìn thấy Lâu Xuyên Hà sư huynh cùng Gia Khí cùng đi, tính toán cùng Khổ Á cùng chung một chỗ, Khấu Viễn cùng Khổ Tử đại sư đơn độc rời đi. Ma Quốc Kỵ không có hỏi thăm Đồng Thịnh sự tính đi nơi nào, hắn tin tưởng đồng giã sẽ giải thích. Quả nhiên đồng giã nói tiếp, ta cùng ca ca tu vị đều đến địa tiên đỉnh phong, thiếu hụt chẳng qua là độ kiếp hoàn cảnh mà thôi. Chúng ta mới tiến đến bán tiên vực, cũng không có bế quan bao lâu cảm nhận được lôi kiếp, đồng thời tại vắng vẻ địa phương độ kiếp thành công. Ta cùng ca ca đồng thời độ kiếp, sau khi thành công liền nhận được gia khí sư tỷ sự tinh, làng cùng Xuyên Hà sư huynh bị vĩnh anh tiên vực người truy sát, Xuyên Hòa sư huynh tức thì bị bắt đi,